Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay 14 tháng 6. Tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thùy Dương. Chúc cho quý vị có một ngày mới thật tốt lành. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Ấn Độ mưa nặng hạt kéo dài, rắn tại các khu vực ngoại ô tràn vào thành phố. Chuyện có thật đang diễn ra hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, rau nhặt lại từ các đống rác, sau đó đem đi bán lại tại các chợ dành cho công nhân. Ngỡ ngàng với cảnh quan tự nhiên tại núi Trá còn nguyên sơ, lý tưởng cho các loài chim cò trắng đến trú ngụ, độc đáo và quý hiếm không chỉ ở Thừa Thiên Huế. Phân tích pháp lý câu chuyện của xúc xích Việt Food khi mỗi cơ quan quản lý nói một kiểu về chất lượng khiến doanh nghiệp điêu đứng, và họ cần làm gì để bảo vệ mình và có thể tránh được những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Lạ lùng cuộc thi đào huyệt nhanh quốc tế tại Hungary nhằm thu hút nhân lực và cải thiện hình ảnh của nghề mai táng. Chương trình xin được mở đầu với phần tin sáng. Sau khi quay cuồng vì những đợt nắng nóng, người dân nhiều bang miền Nam Ấn Độ bắt đầu được giải nhiệt bằng những trận mưa to. Tuy nhiên thì những trận mưa nặng hạt kéo dài lại mang tới một rắc rối khác cho thành phố Bengaluru. Đó là rắn ở các khu vực ngoại ô rời khỏi ổ và tấn công thành phố. Người dân địa phương cho biết rắn chui vào khắp nơi, từ phòng tắm, trạm bơm xăng, nằm trong giày dép, trong bãi phế liệu và chui cả vào máy giặt. Để đối phó với tình trạng này, đơn vị hành chính Prohat Bengaluru Mahanagara Palai, đơn vị phụ trách các tài sản cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố, đã thành lập một đội gồm 33 người có nhiệm vụ bắt rắn. Được biết, mỗi ngày nhóm này nhận được khoảng 1.000 cuộc gọi của người dân thông báo về những con rắn chui vào nhà của họ. Theo dự báo, thì nhóm bắt rắn sẽ rất bận rộn cho tới hết tháng 7, thời điểm diễn ra mùa sinh sản của rắn. Thị trưởng thành phố Orlando, ông Buddy Dyer, trong một cuộc họp báo vừa mới diễn ra cho biết là 48 trong số 49 nạn nhân của vụ xả súng diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại một quán bar dành cho người đồng tính ở thành phố này. Trong số 49 người thiệt mạng thì có 3 người là công dân Mexico. Thông tin này vừa được Tổng thống Mexico xác nhận với báo giới. Trong cuộc họp báo ở Orlando, thị trưởng Buddy Dyer cũng đính chính rằng con số thiệt mạng là 49 người. Trước đó, công tố quận Florida Bentley cho biết họ cũng đang điều tra nhiều người khác do lo ngại hung thủ được giúp đỡ. Ông này khẳng định nếu có ai khác liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý thích đáng. Tuy nhiên, nhà chức trách thành phố cũng nhấn mạnh rằng hiện nay họ tin rằng không còn hung thủ nào khác ngoài Omar Martin và không có bằng chứng cho thấy cộng đồng đang có nguy cơ bị đe dọa. Trong một diễn biến liên quan, ngày 13 tháng 6, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng tiếp nhận người nhập cư đến từ các nước đã được chứng minh là có lịch sử khủng bố chống lại Mỹ. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất của tỷ phú này sau vụ xả súng đẫm máu tại một hộp đêm dành cho người đồng tính tại Orlando, bang Florida trước đó một ngày, làm 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Hãng tin Reuters cách đây vài giờ đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chính thức khẳng định con tin thứ hai của nước này là Robert Hull đã bị các phiến quân ở miền Nam Philippines sát hại. Nhà lãnh đạo Canada ngỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Robert Hull, đồng thời tái khẳng định chủ trương không trả tiền chuộc. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines thông báo đã sát hại Robert Hull và cho biết thi thể của nạn nhân sẽ được tìm thấy ở đâu đó tại thị trấn Jolo vào ngày 13 tháng 6. Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Robert Hull sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm. Ông Robert Hull bị giết sau khi Abu Sayyaf không nhận được khoản tiền chuộc 600 triệu peso, tương đương với 12,8 triệu đô la Mỹ, theo thời hạn chót đặt ra là 15 giờ ngày 13 tháng 6. Cách đây hơn một tháng, vào ngày 25 tháng 4, nhóm khủng bố này cũng đã sát hại một công dân Canada khác là John Christen. Hãng Microsoft vừa cho biết họ đã mua lại mạng xã hội việc làm LinkedIn, mạng xã hội việc làm lớn nhất thế giới, với giá 26,2 tỷ đô la Mỹ. Động thái này được đánh giá là nhằm giúp tập đoàn này tập trung vào dịch vụ và máy tính điện toán đám mây. Trong một văn bản gửi tới nhân viên, giám đốc Nadella cho biết thương vụ này đóng vai trò chìa khóa trong tham vọng đổi mới cách thức kinh doanh và nâng cao năng suất của Microsoft.
Việc mua lại LinkedIn giúp cho Microsoft củng cố mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, nguồn tiền dồi dào của họ. Được biết, thương vụ sẽ hoàn tất trong năm nay. LinkedIn là dịch vụ mạng xã hội hướng đến mảng nhân sự việc làm. Doanh thu của mạng xã hội này chủ yếu đến từ việc bán quyền truy cập thông tin người dùng cho các nhà tuyển dụng. Thành lập vào năm 2002 và chính thức ra mắt một năm sau đó, LinkedIn đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Vào tháng 3 năm 2016, LinkedIn có hơn 433 triệu thành viên, 106 triệu tài khoản hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, LinkedIn vừa thông báo thua lỗ 46 triệu đô la Mỹ trong quý vừa qua và 166 triệu đô la Mỹ cho cả năm ngoái, khiến giá cổ phiếu hồi đầu năm của hãng tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngày 13 tháng 6, theo giờ địa phương, tờ Guardian của Anh cho biết công tố viên thành phố Marseille của Pháp, ông Pierre Robin, tuyên bố 150 cổ động viên quá khích của Nga đứng đằng sau phần lớn vụ bạo lực xảy ra tại thành phố trước trận Nga-Anh trong khuôn khổ vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Euro 2016 đã được huấn luyện để đánh nhau. Dự kiến, Ủy ban Kiểm soát Đạo đức và Kỷ luật của UEFA sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay, 14 tháng 6, để quyết định hình thức kỷ luật đối với đội tuyển Nga. Phát biểu về tình trạng bạo lực bao phủ cả trước và sau trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Anh và Nga vào tối 11 tháng 6 với kết quả hòa là 1-1, ông Robin cho biết khoảng 12.000 cổ động viên của Nga đã đến Marseille bằng tàu hỏa để cổ vũ đội nhà. Và trong số này có 150 người thực sự là những cổ động viên quá khích. Theo ông Robin, các đối tượng cổ động viên này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để gây rối và tấn công đối phương. Về phần cổ động viên của Anh, công tố Marseille xác nhận hai cổ động viên của Anh bị tống giam thời hạn lần lượt là 2 và 3 tháng và sau đó bị cấm nhập cảnh vào Pháp 2 năm. Trước đó, ẩu đả đã xảy ra giữa hai nhóm cổ động viên của Anh và Nga trước thềm trận ra quân của hai đội tại bảng B Euro 2016, khiến cho cảnh sát Pháp đã phải dùng hơi cay để giải tán. Tiếp đó, sau trận đấu, các cổ động viên Nga đã tấn công các cổ động viên Anh ngay trên khán đài, khiến Liên đoàn bóng đá châu Âu phải đưa ra cảnh báo sẽ tống cổ cả hai đội Nga và Anh khỏi giải đấu nếu tình trạng bạo lực tái diễn. Vaccine viêm não mô cầu đang tiếp tục khan hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, vaccine ngừa viêm não mô cầu tạm hết tại trung tâm từ lâu và hiện tại thì chưa xác định được thời gian nào sẽ có lại vaccine này. Theo ghi nhận tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Viện Pasteur, được biết vaccine ngừa viêm não mô cầu hiện tạm hết. Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết đã làm các thủ tục giấy tờ với nhà cung cấp vaccine ngừa viêm não mô cầu để mua thêm, nhưng hiện chưa biết rõ được thời gian cụ thể sẽ có thêm vaccine. Khi nào có trở lại, trung tâm sẽ thông tin đến phụ huynh được biết để đưa con đi tiêm ngừa. Trước đó, ngày 28 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông báo một bé gái 5 tháng tuổi đã tử vong vì bệnh viêm não mô cầu thì lượng phụ huynh đưa con đi tiêm đông hơn. Theo các bác sĩ, tiêm vaccine là giải pháp phòng bệnh viêm não mô cầu chủ động nhưng không phải là biện pháp phòng bệnh duy nhất, phụ huynh không nên quá lo lắng. Thành phố Hồ Chí Minh đang vào thời kỳ cao điểm của dịch bệnh tay chân miệng. Và theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh nghi mắc tay chân miệng liên tục gia tăng trong thời gian vừa qua. Do điều trị kịp thời nên hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào. Theo đó, dịch bệnh cao điểm trong một tuần cuối tháng 5 đã có hơn 150 ca tay chân miệng phải nhập viện. Số ca bệnh tăng 11% so với trung bình của 4 tuần trước. Đáng lưu ý, có 12 quận huyện có số ca mắc tay chân miệng nhập viện tăng so với trung bình 4 tuần trước đó. Từ đầu năm 2016 cho đến nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh. Trước nguy cơ dịch chồng dịch, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, phối hợp ngành giáo dục giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm tại trường học, phát hiện sớm chùm ca bệnh tại cộng đồng để tránh dịch bùng phát và lây lan. Rau nhặt lại từ đống rác, sau đó thì đem đi bán lại tại các chợ dành cho công nhân. Đây là điều hoàn toàn có thật đang diễn ra hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Những mớ rau nhặt từ bãi rác này bán công khai ngay tại chợ mà không ai kiểm soát, còn những người thu nhập thấp thì mua với tâm lý rau rẻ mà không hề biết nguồn gốc rau mà mình đang mua là như thế nào. Những hình ảnh sau do phóng viên VTC14 ghi lại sẽ cho quý vị và các bạn thấy rõ hơn về vấn đề này. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ sáng. Những người đi nhặt rau từ rác đã xuất hiện. Những phế phẩm rau củ quả của các chủ cửa hàng đổ đi vì bị ôi thiêu. Sau một đêm, đều được những người này thu lượm.
và ai cũng hiểu đây là rau không thể dùng được nữa. Trung bình số lượng bán hàng sạch ra thì được khoảng 2 tấn. Cái hàng mà bỏ thì được khoảng 1 tấn. Mở bịch cho phát hiện chứ thì hư phải đâu có hàng đó đâu có tiêu dùng được. Nó độc hại tới người ta sao tan được. Bất kể chỗ nào có rác là chỗ đó có người bới, móc. Đội quân nhặt rau này hầu như không bỏ sót cọng rau nào. Hành khô, rau, củ, quả, dù đã nát, thối và bốc mùi, đều được gom vào túi ni lông. Người phụ nữ này đi khắp các bãi rác để nhặt các loại rau củ bẩn. Sau một buổi sáng, rau củ bẩn được tập trung về một góc chợ và sơ chế qua. Khoảng 10 giờ trưa, chiến lợi phẩm đã sẵn sàng đi tiêu thụ. Rau nhặt từ rác được bảo quản trong thùng xốp cùng tấm bao tải đen bẩn. Mười sáu giờ 30, số rau nhặt từ rác bắt đầu được chuyển đến một khu chợ tự phát dành cho công nhân tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Túi khoai này được bán với giá 12.000 đồng một kg và xung quanh là ruồi bâu liên tục vì khoai vẫn còn mùi rác. Đây là khoai cũ, người ta đi chợ đâm có ít vậy thôi chứ. Cũ thì khoai cũ. Ta đi chợ bữa nào ta bắt cho công nhân ta mua 5 kg ta bắt hết rồi ta mua nữa chứ ta không mua dư đâu mà. Với hàng chục người nhặt rau từ bãi rác về bán mỗi ngày, một lượng rau bẩn khá lớn đang có mặt ở các chợ dành cho công nhân hay người có thu nhập thấp ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Người mua có thể cảm thấy không an toàn, nhưng có lẽ chưa ai biết họ đang ăn rau nhặt từ các bãi rác. Hà Nội mới cấp được hơn 93.000 trên 140.000 sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án. Nhiều dự án vướng mắc đã được tháo gỡ, riêng 33 dự án sai phạm nhưng chủ đầu tư chưa khắc phục. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo phải làm rõ và xử lý khắc phục vi phạm đối với các dự án phát triển nhà ở. Trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng, vi phạm quy hoạch tại dự án dẫn đến vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân. Sau thanh tra thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, việc thanh tra 33 dự án có vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và sử dụng đất được thực hiện ngay trong tháng 6 năm 2016. Mới đây, một tờ báo chuyên về du lịch nổi tiếng thế giới là The Richest vừa công bố danh sách 10 quốc gia du lịch giá rẻ nhất thế giới năm 2016. Việt Nam được bình chọn đứng vị trí thứ 6 trong danh sách này. Theo mô tả của The Richest thì Việt Nam là một quốc gia sở hữu những cảnh đẹp lý tưởng. Nếu du khách yêu thích biển và rừng nhiệt đới thì Việt Nam là một gợi ý tuyệt vời. Đặc biệt khi đến Việt Nam, du khách có thể tìm thấy những phòng nghỉ qua đêm chỉ khoảng 10 đô la Mỹ, thậm chí rẻ hơn nếu du khách nghỉ đêm tại những căn phòng nghỉ kiểu ký túc xá. Chi phí dành cho đồ ăn, thức uống và phương tiện đi lại cũng rất phải chăng. Chính vì vậy, du khách có thể du ngoạn Việt Nam với chi phí bằng với khi du lịch tại Lào hay Campuchia, và du khách phải mất ít nhất 2 tháng mới khám phá hết vẻ hấp dẫn của Việt Nam. Rú Trá được biết đến là một hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế với 4,5 ha. Những năm vừa qua, chính quyền địa phương và những người dân tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đã tăng cường các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt rừng Rú Trá. Cùng với đó, thì dự án đầu tư phát triển rừng vùng đầm phá đã mở ra những tiền đề để cho khu rừng này có thể trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong một tương lai không xa. Về vị trí địa lý, Rú Trá là một điểm nhấn về cảnh quan môi trường bên phá Tam Giang, sông Hương và cửa biển Thuận An. Thực hiện vai trò là một thảm xanh, góp phần chuyển hóa môi trường giữa đất liền và môi trường đầm phá, là bức bình phong chắn gió, chắn sóng để bảo vệ khu dân cư và các hoạt động sản xuất nội đồng của xã Hương Phong, đồng thời đem lại những hiệu quả tích cực trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững môi trường.
Từ nhiều năm nay, Du Trá là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách tới tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Đây là có quang cảnh rất là đẹp, hai là thoáng mát, với lại là ở đây vừa xây xong cái chòi cánh làm cho mình nhìn ngắm được cái khu rủ trá này là có cái góc là thoáng đãng hơn lúc trước. Lúc trước là chỉ là có đường mòn, đường đất đi ra thôi, nhưng bây giờ là xây lại đường bê tông rồi thì đi lại dễ dàng hơn. Cùng với diện tích 4,5 hectare hiện có, việc mở rộng rú trá đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế trồng mới thêm 4,6 hectare rừng ngập mặn với các loại bần, đước, dừa nước, nâng tổng diện tích rừng tại đây lên 9 hectare. Theo kế hoạch, ngoài diện tích rừng được trồng năm 2016, dự án đầu tư phát triển rừng vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng để diện tích rú trá lên gấp 5 lần trong những năm tới. Bên cạnh phát triển diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực ven biển, đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, khi rú trá được mở rộng sẽ tạo thành một khu rừng đủ lớn để phát triển du lịch sinh thái với sự tham gia tích cực của cộng đồng. Trên mở rộng diện tích thêm rừng thì dân ở Thuận Hòa thì coi như là cũng mong muốn làm tốt thì coi như là dân làng đỡ thiên tai bão lũ sóng gió. Mà sau này mở trung tâm nới rộng, mở trung tâm du lịch sinh thái thì dân ở địa phương ở đây cũng mong muốn làm sớm thì càng tốt, mà làm sớm thì dân được hưởng. Vừa qua thì được sự đầu tư của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là xây dựng hạ tầng chòi cánh và mở rộng thêm diện tích là 4 hecta bãi, thì bước đầu thì thấy phần khởi sắc là vốn có cái rủ trá. Từ đó thì Đảng ủy chính quyền xã An Phong sẽ là thành lập các cái tổ mà có các cái quy chế quản lý để sau này sử dụng cái rủ trá có hiệu quả. Đây là trở thành một nơi tham quan du lịch và sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế và nói riêng và cả nước nói chung. Đến thời điểm hiện nay, dự án đầu tư phát triển rừng vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đầu tư 3,6 tỷ đồng cho các hoạt động trồng rừng ngập mặn, xây dựng đường tuần tra, chòi canh bảo vệ rừng, tạo ra những cơ sở và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá rú trá. Qua đó mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nhất là trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin văn hóa đáng chú ý. Thông tin từ Liên hoan phim ngắn quốc tế Palm Springs, một sự kiện quan trọng hàng đầu ở khu vực Bắc Mỹ và là một trong số các liên hoan phim ngắn lớn nhất thế giới. Năm nay, phim ngắn Mùi hương nước mắm, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và thành phố khác đạo diễn Phạm Ngọc Luân của Việt Nam được mời tham dự sự kiện này. Mùi hương nước mắm tham dự ở hạng mục All You Can Eat, ăn không giới hạn. Hạng mục có tiêu chí được ban tổ chức chia sẻ trên website, bao gồm những tác phẩm mãnh liệt, thâm trầm, hài hước, vượt quá giới hạn quy chuẩn về nhiều phong cách khác nhau. Còn thành phố khác của Phạm Ngọc Lân lại tham dự ở hạng mục Power and Solitude, sức mạnh và nỗi cô đơn, với tiêu chí nỗi cô đơn và cái chết là những sợ hãi luôn kết nối với nhau để dệt nên những bộ phim khác biệt và xúc động. Mới đây, quán quân Việt Nam Next Top Model 2010 Khiếu Thị Huyền Trang, hay còn gọi là Trang Khiếu, đã về đầu quân cho công ty Why Not Model Management ở Milan, đơn vị quản lý nhiều thiên thần của hãng nội y Victoria's Secret. Người đẹp này cho hay đã gửi hồ sơ đến 3 trong số 14 công ty quản lý lớn nhất tại Italia. Trong lần casting đầu tiên, cô được đại diện của Why Not Model Management mời ký hợp đồng. Trang Khiếu đã sang Milan từ đầu tháng 5 để làm quen với công ty quản lý mới. Đầu tháng 6, cô có cơ hội biểu diễn trong buổi giới thiệu của sưu tập mới của thương hiệu Roberto Cavalli. Why Not Model Management được thành lập năm 1976 và nhanh chóng trở thành một trong những công ty quản lý người mẫu hàng đầu Milan. Công ty này được coi là hiện tượng trong ngành công nghiệp thời trang Italia vì tốc độ phát triển ở tầm quốc tế. Sau gần 2 năm phát sóng, bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi đã nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ trên cả nước.
Để tiếp nối sự thành công, đơn vị phát sóng bộ phim Today TV VTC7 sẽ mời 4 diễn viên nổi tiếng của phim, bao gồm diễn viên đóng vai Si, Jalis lúc nhỏ, nữ diễn viên đóng Sanchi, em gái Si, nữ diễn viên đóng vai Ganga, vợ của Jalis đến Việt Nam. Trong một tuần lưu lại Việt Nam từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, các diễn viên đến từ Ấn Độ sẽ tham gia một số hoạt động vì cộng đồng, gặp gỡ truyền thông, giao lưu với các khán giả. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên 4 diễn viên cô dâu 8 tuổi đặt chân đến Hà Nội để gặp gỡ truyền thông, giao lưu với người hâm mộ, cũng như tham gia một số chương trình đặc sắc tại đây. Mời các bạn đến phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Và mở đầu phần điểm báo sáng nay là một bài viết rất đáng chú ý trên báo Lao Động trang 1 và 4. Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai, trắng đêm và xe miễn phí cứu giúp người đi đường. Mắt thâm quầng vì thức đêm để hút đinh và xe miễn phí. Nguyễn Hữu Lợi, đội trưởng đội hút đinh tình nguyện quốc lộ 51 chia sẻ là các bạn làm việc này đơn giản chỉ vì thấy người đi đường bị cán đinh exo, loại đinh hình thoi tam giác dài 3cm, rất sắc, quá nguy hiểm nên tranh thủ đi hút đinh giúp người đi đường. Việc làm của các em rất bình thường, bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Đội hút đinh tình nguyện quốc lộ 51 có gần 20 thành viên, tập hợp các bạn trẻ từ xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch. Trong đó hai bạn nữ tới từ huyện Nhân Trạch có nhiệm vụ sơ cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Công việc của đội hút đinh thường từ 22 giờ tới 0 giờ ngày hôm sau, nhưng có thể tới 5 đến 6 giờ sáng vì phải đưa nạn nhân đi cấp cứu. Để có tiền vá xe cho người gặp nạn, nhóm kêu gọi được tiền của các mạnh thường quân hỗ trợ thêm trang bị xe hút đinh, áo phản quang, phụ tùng vá xe. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài đội hút đinh tình nguyện quốc lộ 51 do Nguyễn Hữu Lợi làm đội trưởng, trên tuyến đường này còn có nhiều cá nhân như hiệp sĩ nhặt đinh Lê Vĩnh Dũng cùng ngụ tại xã Tam Phước, đội hỗ trợ nhân dân tình nguyện hoạt động hút đinh trên quốc lộ 51 mà báo Lao Động đã phản ánh ở những bài viết trước đó. Đề xuất lập cơ quan chuyên trách quản lý gần 250 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước sở hữu vốn đang nhận được nhiều ý kiến quan điểm đối lập khác nhau từ các chuyên gia và cả các nhà quản lý. Thông tin được phản ánh trên trang 6 và trang 7 báo Thanh Niên số ra sáng ngày hôm nay, bài viết với nhan đề lập siêu bộ quản 250 tỷ đô la Mỹ. Sự sốt sắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách này là điều dễ hiểu, bởi lâu nay các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, đồng vốn được đóng góp từ tiền thuế của người dân không những không được sinh sôi, còn vơi dần, thậm chí thất thoát sau khi các con tàu Vinasin, Vinalize bị đắm. Chủ trì đề án thành lập cơ quan này, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tỏ ra ngán ngẩm khi tình trạng này nói đi nói lại nhưng vẫn kéo dài năm này qua năm khác. Đặc biệt khi xảy ra đổ vỡ, thua lỗ thì lại tái diễn cảnh cha chung không ai khóc, không bộ nào chịu trách nhiệm. Ông nói rời nói biển gì thì như Bộ Công Thương hay một số bộ ngành khác doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nhưng rốt cuộc thì có ai chịu trách nhiệm đâu. Không đồng tình với việc lập thêm một siêu bộ, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng nếu để tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu với doanh nghiệp thì bản thân cơ quan này vẫn là cơ quan nhà nước. Như vậy về chủ thể không khác gì các bộ các ngành mà hệ quả lại dẫn tới tình trạng là một doanh nghiệp nhà nước chịu sự chỉ đạo của cùng hai cơ quan vô cùng chồng chéo. Thưa các bạn, bài viết chuyện lạ ở Cao Bằng làm chuồng gà cũng phải xin phép đăng trên tờ Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 6 vừa qua đã thu hút hơn 700 ý kiến phản hồi của bạn đọc và phóng viên tiếp tục giới thiệu một góc nhìn từ câu chuyện này tới độc giả qua bài viết khác. Từ những vụ chòi vịt chuồng gà làm khó để ló ra tiền đăng trên báo Tuổi Trẻ trang 9. Vụ lùm xùm liên quan đến vụ án chòi vịt ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mới tạm lắng xuống, lại thêm chuyện lạ ở Cao Bằng. Một người dân gửi thư lên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kêu cứu vì bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng buộc phải làm thủ tục xin phép khi xây chuồng gà. Nhưng khi ông làm đơn thì phòng quản lý đô thị lại không giải quyết. Thật ra nguyên nhân của những chuyện bi hài này từ lâu công luận chỉ đặt mặt tên. Nhiều công chức lâu nay vẫn còn hoạt động với thái độ nặng tính cai trị hơn là phục vụ, quen thói nhũng nhiễu xin cho, làm khó để ló ra tiền. Tuy chúng ta đã có luật cán bộ công chức 2008 nhưng luật này mới chỉ hoạt động cũng như là chứa đựng 10% nội dung hoạt động công vụ. Chuẩn mực đạo đức trong hoạt động công vụ đã trở thành một vấn đề cấp bách và thiết yếu đối với nền công vụ hiện nay. Nỗi lo lắng ngày nay về sự suy giảm lòng tin của nhân dân đòi hỏi phải xem xét lại các biện pháp tăng cường đạo đức cho từng công chức và văn hóa hành chính cho từng cơ quan. Để khôi phục bộ mặt công luật đúng nghĩa trong lòng dân, từ chính phủ, các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị trên cương vị của mình phải bắt đầu trong tổ chức nghiêm khắc cương quyết thực hiện các giải pháp đề ra.
đã có chủ trương cần cương quyết thực hiện, lấy sự hài lòng của dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của công chức, đi đến giảm dần và chấm dứt sự vô cảm của các công chức. Hàng loạt giấy phép con có nguy cơ biến tướng, nhiều ý kiến lo ngại doanh nghiệp sẽ ngày càng bị siết chặt trong một rừng điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Thông tin được phản ánh trên trang 11 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay. Và đây cũng là cuộc trao đổi giữa nhóm phóng viên với ông Phan Đức Hiếu, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh vấn đề này. Ông Hiếu nói có nhiều quy định về đăng ký kinh doanh không thỏa mãn tiêu chí của luật đầu tư. Trước câu hỏi của nhóm phóng viên, Thủ tướng vừa có công văn hỏa tốc gửi các bộ ngành và địa phương yêu cầu rà soát tổng hợp đầy đủ các vướng mắc, bất cập của luật đầu tư, luật doanh nghiệp. Theo ông thì ý nghĩa của động thái này là gì? Trả lời câu hỏi này, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, Thủ tướng cũng lo lắng về chuyện nâng cấp cơ học về thông tư lên nghị định. Việc chỉ đạo rà soát nói trên là một động thái rất mạnh mẽ. Nhưng ông cũng cho rằng là điểm đáng lo ngại không chỉ là việc dấu hiệu chạy đua nâng cấp các đăng ký kinh doanh ở thông tư lên nghị định, mà còn là việc bãi bỏ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không cần thiết trong danh mục 267 ngành nghề hiện nay. Trả lời câu hỏi tiếp theo, trong khoảng 7.000 đăng ký kinh doanh giấy phép con mà doanh nghiệp và xã hội đang kêu ca, theo ông thì đăng ký kinh doanh nào có thể bỏ được ngay? Chúng ta phải phân biệt được các loại đăng ký kinh doanh. Thứ nhất là đăng ký kinh doanh đối với từng ngành nghề. Thứ hai là bản thân những ngành nghề kinh doanh còn cần đăng ký kinh doanh thì một số đăng ký kinh doanh cũng không cần thiết. Như vậy, yêu cầu đầu tiên của Thủ tướng trong việc rà soát đăng ký kinh doanh lần này là sàng lọc những ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh. Và thứ đến là sàng lọc những đăng ký kinh doanh không cần thiết ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bãi bỏ. Cũng liên quan đến bài viết mà chị Thùy Dương vừa chia sẻ thì tôi có trên tay một trang báo rất đáng quan tâm. Với nội dung là Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp cho biết những cơ quan ban hành văn bản mà tạo ra những điểm nóng thì phải xử phạt kỷ luật chứ không thể rút kinh nghiệm chung chung. Bài viết đăng trên trang 7 báo Giao thông với nhan đề từ ngày 1 tháng 7, hàng loạt quy định giới luật gây khó cho doanh nghiệp bị hủy. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, bên cạnh việc loại bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, các bộ ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng không được phép ban hành thêm điều kiện kinh doanh. Nếu cơ quan nào làm trái luật đặt thêm điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp có thể khởi kiện, ông Nguyễn Đình Cung khẳng định. Thực hiện nghiêm được điều này thì những quy định vướng chân doanh nghiệp sẽ bị dẹp bỏ và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp được thành lập, mở rộng kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Còn với những người ban hành quy định chéo ngoe như trên thì xử lý như thế nào? Tiến sĩ Lê Hồng Sơn cho rằng có thể căn cứ vào luật công chức để xử lý, sai tới đâu thì xử lý tới đó, trong đó cao nhất là buộc thôi việc, giáng chức và cách chức. Tiến sĩ Sơn cũng nói thêm, nếu ban hành văn bản tạo điểm nóng thì phải kỷ luật, không thể cứ rút kinh nghiệm rồi thôi. Hiện nay Bộ Tư pháp cùng với các bộ ngành đang xây dựng ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư luật doanh nghiệp. Và theo số liệu của Bộ Tư pháp, đến ngày 2 tháng 6, có 68 trong tổng số 86 văn bản quy phạm quy định chi tiết cần ban hành trước ngày 1 tháng 7 đã được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định và các bộ ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được 46 trong tổng số 68 văn bản. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là tới thời điểm ngày 1 tháng 7 nên Bộ Tư pháp cho rằng tiến độ soạn thảo trình văn bản trong thời gian này là rất gấp gáp. Thưa quý vị, là khu ký túc xá nhưng các tòa nhà trong ký túc xá Mỹ Đình 2, khu ký túc xá Mỹ Đình, ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai đều có các cửa hàng Internet. Ở đây thì có hàng chục nghìn sinh viên ở nên là thiên đường làm ăn của những chủ cửa hàng cung cấp dịch vụ game online 24/24. Trên trang 7 báo Tiền Phong có bài viết tiếp tục kỳ 2 về vấn đề bát nháo ký túc xá hiện đại nhất Hà Nội, bài viết với nhan đề chuẩn đấu trường game. Khi nhóm phóng viên đến gần 1 giờ sáng thì bên trong tòa nhà B6 khu ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp, hàng chục thanh niên say sưa dán mắt vào màn hình với những trò game online, trò chuyện trên Facebook hay xem phim. Thậm chí do mệt, có sinh viên còn ngủ gục xuống bàn phím. Có sinh viên ngủ mê mệt trên những chiếc ghế xếp vào nhau kê ngổn ngang trong tiệm. Bên cạnh quán game là một dãy bàn bia phục vụ cho những sinh viên đánh độ với nhau. Dù đã có quy định cấm các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, nhưng ở trong thế giới riêng của sinh viên này vẫn hoạt động 24/24. Nếu nói các quán game bia, ban quản lý không biết thì khó tin, bởi những quán này vô tư hoạt động suốt ngày đêm ngay trong khu nhà ở sinh viên ai cũng biết mà sao ban quản lý lại không biết. Nhiều sinh viên cho biết, dù các quán game mở xuyên đêm, nhưng ban quản lý ký túc xá thì tỏ ra làm ngơ, nên ký túc xá như là một đấu trường game thâu đêm suốt sáng.
Thưa quý vị, và bài viết vừa rồi cũng là bài viết cuối cùng trong chuyên mục điểm báo ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng chú ý khác. Phân tích pháp lý câu chuyện của xúc xích Việt Food thì mỗi cơ quan quản lý chỉ nói một kiểu về chất lượng khiến doanh nghiệp điêu đứng. Và họ cần làm gì để bảo vệ mình và có thể tránh những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Trong chung một cuộc sống bốn phương, phát hiện một thành phố có từ thời Trung Cổ chưa được nêu trong các tài liệu lịch sử gần với Angkor Wat ở phía tây bắc của đất nước Campuchia. Lạ lùng cuộc thi đào huyệt nhanh quốc tế tại Hungary nhằm thu hút nhân lực và cải thiện hình ảnh của người mai táng. Thưa quý vị, như là nhóm phóng viên của VTC14 đã đưa tin thì vào cuối tháng 4 vừa qua, đội quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã niêm phong đình chỉ lưu hành hơn 2 tấn xúc xích mang thương hiệu Việt Food vì cho rằng sản phẩm này chứa sodium nitrat 251 là tiền chất gây ung thư. Ngay lập tức thì người tiêu dùng đã tẩy chay, các bạn hàng thì đồng loạt trả lại hàng khiến cho doanh nghiệp này lao đao, công nhân thì mất việc và thậm chí cho biết là có nguy cơ sắp bị phá sản. Thế nhưng cũng không lâu sau đó thì lại có ý kiến cho rằng phụ gia sodium nitrat bị cho là gây ung thư có trong xúc xích Việt Food là an toàn. Thiệt hại về tài chính và thị trường thì đã rõ ràng, nhưng lớn nhất và lâu dài chính là uy tín của doanh nghiệp sau sự việc này đã giảm xuống, còn hành khách, khách hàng thì đang quay lưng. Vì để lấy lại niềm tin của khách hàng là điều vô cùng khó khăn. Vâng, và cũng liên quan đến vụ việc này thì ông Phạm Ngọc Hùng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cho rằng việc không bán được hàng chỉ là thiệt hại trước mắt. Vậy với những thiệt hại do quyết định vội vàng của cơ quan quản lý nhà nước gây ra, thì doanh nghiệp phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp? Và câu trả lời sẽ có trong phần câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi với cuộc trao đổi với một vị luật sư kinh tế. Nhưng trước khi đến với phần trao đổi này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Ngày 20 tháng 4 năm 2016, đội 14 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ niêm phong hơn 2,2 tấn sản phẩm do cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm Hùng Anh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bao gồm hot dog sông khói Việt Food, xúc xích Đức Việt Food, xúc xích Frame Footer, xúc xích chua Thái Việt Food. Khi đang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đội 14 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin cũng như phát ngôn vụ việc cho các cơ quan báo chí với nội dung sản phẩm Việt Food đã sử dụng chất cấm, chất gây ung thư không được Bộ Y tế cho phép. Tuy nhiên, sau đó thông tin này đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là hoàn toàn không chính xác. Chúng ta phải khẳng định rằng natri nitrat không phải là cái chất gây ung thư trực tiếp. Hơn nữa, với một cái hàm lượng mà có trong xúc xích của Việt Food thì nó quá nhỏ để chúng ta có thể nói rằng là nó có khả năng gây ung thư. Hay nói cách khác, sản phẩm xúc xích Việt Food an toàn. Thì đây có thể nói là một cái thông tin đưa ra quá vội vàng và không có cái sự kiểm chứng về mặt khoa học và cũng không theo các cái quy định của các cái thông lệ quốc tế. Bộ Y tế đã khẳng định là an toàn, nhưng quyết định vội vàng của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã làm doanh nghiệp thiệt đơn thiệt kép. Chúng tôi bị sụt giảm khoảng 20-30% doanh thu. Lý do chính là bởi vì là khách hàng cứ nhầm lẫn giữa xúc xích Việt Food với cái tên thương hiệu như vậy với công ty chúng tôi là công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam mà chỉ sản xuất các sản phẩm bánh kẹo và thạch rau câu thôi. Chính vì vậy nên trong cái tháng 5 tháng 4 và đầu năm thì chúng tôi sụt giảm khoảng 20-30% doanh thu. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là không phải chỉ có doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến vụ việc này bị thiệt hại mà một doanh nghiệp khác có tên gần giống với thương hiệu Việt Food cũng bị tổn thất không hề nhỏ. Vậy thì Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội có sai khi đưa ra quyết định này hay không? Doanh nghiệp có được đền bù về cả uy tín lẫn tài chính vì quyết định này hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trao đổi giữa biên tập viên Vân Anh và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, luật sư Trương Anh Tú.
Thưa ông, trong cuối tháng 4 vừa rồi thì Chi cục Quản lý Thị trường đã niêm phong và đình chỉ lưu hành hơn 2 tấn xúc xích mang thương hiệu Việt Food. Và lý do mà Chi cục Quản lý Thị trường đưa ra quyết định này đó là sau kết quả kiểm nghiệm thì họ phát hiện là xúc xích Việt Food có chứa sodium nitrat 251, và theo cái thông tư 27 vào năm 2013 của Bộ Y tế thì quy định là chất này chỉ được sử dụng trong format. Và cũng từ cái thông tư này mà Chi cục Quản lý Thị trường đã đưa ra quyết định trên. Vậy theo ông, một cái quyết định mà có liên quan đến uy tín, liên quan đến sự sống còn của một doanh nghiệp mà chỉ dựa vào một cái văn bản thì liệu có bất cập hay là quá vội vàng hay không ạ? Trong cái trường hợp này thì cũng phải thấy rằng là chúng ta có nhiều cái văn bản pháp luật cụ thể để áp dụng cho cái trường hợp sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm. Thế thì ở đây chúng ta cũng chưa thể kết luận được cái sự đúng sai của cái quyết định hành chính này. Thế nhưng chúng ta chỉ thấy rằng là ít nhiều thì nó cũng đã có cơ sở. Mặc dù đã toàn diện hay chưa, khách quan hay chưa, hay là đã ban hành một cái quy trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách cẩn trọng hay chưa. Thì có lẽ là chưa, thế nhưng mà ít nhiều thì cơ quan nhà nước cũng đã căn cứ vào một quy định, một văn bản pháp luật để từ đó ra một cái quyết định là tạm đình chỉ niêm phong cái lô sản phẩm đó. Cũng liên quan đến cái chất sodium nitrat này thì Bộ Y tế cũng nói rằng đây là một cái phụ gia mà an toàn và không phải là chất cấm. Liệu giữa hai cái văn bản này có sự vênh nhau gì không, và liệu giữa hai cơ quan nhà nước này có một cái sự vênh nhau nào trong cái việc quản lý về phụ gia thực phẩm nói chung không ạ? Rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta có cái những cái nhận thức khác nhau về chất phụ gia thực phẩm. Thế thì trong trường hợp này Bộ Y tế thì nói không, còn Sở Y tế thì nói Quản lý Thị trường thì lại nói là có. Thế thì trong trường hợp này chúng ta cần có một cái cơ quan chuyên môn, và theo tôi thì Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế nên vào cuộc và đưa đến một cái kết luận thống nhất để áp dụng trong cái trường hợp này. Nếu mà doanh nghiệp vi phạm thì có hình thức xử lý về cái sản phẩm kịp thời để bảo vệ cái sức khỏe của nhân dân. Trong trường hợp nếu như mà doanh nghiệp không sai thì cũng nên công bố rộng rãi để doanh nghiệp có cái cơ hội sản xuất kinh doanh, còn nếu không sẽ rất là thiệt thòi cho. Hiểu tôi được biết là căn cứ theo cái quy định ấy, của pháp luật ấy, thì là một cơ quan nhà nước chỉ được công bố thông tin ra bên ngoài khi mà họ đã có cả một quá trình điều tra, có kết luận chính xác xác định là hành vi của cái doanh nghiệp đấy sai như thế nào thì họ mới được công bố thông tin trên báo chí. Tuy nhiên là ngay sau khi kiểm tra thấy cái chất lượng như thế, họ chưa biết là bên Bộ Y tế khẳng định là có an toàn hay không thì họ đã công bố hết thông tin trên báo chí rồi. Trong trường hợp này, Chi cục Quản lý Thị trường đã sai ở cái khâu nào trong cái này? Tôi cho rằng cái trường hợp này thì khi chúng ta chưa có được một cái kết luận cuối cùng một cách khoa học nhất mà đã vội đưa thông tin ra ngoài thì rõ ràng là hơi thiếu cẩn trọng. Và hậu quả thì chúng ta thấy rằng là nếu doanh nghiệp ở thời buổi này mà bị phát hiện, mà bị nhân dân biết rằng là tung ra thị trường sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì gần như là sẽ là một cái án tử hình đối với doanh nghiệp. Vâng ạ, vậy trong trường hợp giả sử như là bên Quản lý Thị trường Hà Nội sai thì doanh nghiệp này có được quyền kiện cơ quan này hay không? Và trong trường hợp mà thu kiện thì cái hình thức bồi thường hay chịu trách nhiệm cụ thể là như thế nào ạ? Trong mọi trường hợp thì doanh nghiệp có quyền khởi kiện hành chính đối với các cái hành vi hành chính và các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù đúng dù sai, nhưng mà trước một cái quyết định họ cảm nhận rằng là quyết định đó sai và xâm phạm quyền lợi của họ thì họ hoàn toàn có cái quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân nơi mà cơ quan đó đóng trụ sở để yêu cầu khắc phục hoặc là bồi thường thiệt hại. Thế theo cái quy định của luật hành chính, bộ luật dân sự cũng như là luật bồi thường nhà nước thì cán bộ công chức cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà vi phạm, mà xâm phạm quyền lợi của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thì phải bồi thường. Nguyên tắc bồi thường ở đây là bồi thường toàn bộ những thiệt hại xảy ra dẫn đến cái thiệt hại cho doanh nghiệp thì được khắc phục toàn bộ. Thế rồi là được yêu cầu cơ quan nhà nước rút lại quyết định hành chính mà vi phạm, công bố xin lỗi, đấy là những cái hình thức cơ bản của khởi kiện trong một vụ án hành chính. Vậy thì nếu mà là bồi thường hành chính thì ai sẽ là người bỏ số tiền này ra để bồi thường cho doanh nghiệp ạ?
Về nguyên tắc thì pháp nhân, cơ quan tổ chức, nếu như mà có cán bộ của mình mà sai phạm thì cơ quan nhà nước phải chi tiền, phải bỏ tiền ra để khắc phục và bồi thường thiệt hại cho các cá nhân tổ chức. Thế nhưng mà sau đó thì nếu phát hiện ra các cá nhân tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức mà vi phạm thì chính những cán bộ đấy phải bỏ tiền ra để bồi hoàn lại kinh phí cho nhà nước. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là chưa có cái tiền lệ nào cán bộ nhà nước phải bỏ tiền túi ra để khắc phục. Và cuối cùng thì cũng là ngân sách nhà nước phải chịu đựng. Vâng ạ, có thể thấy là ngân sách thì được đóng bằng tiền thuế của nhân dân, thì họ lại lấy chính cái tiền thuế của nhân dân đó để bồi thường cho một doanh nghiệp mà có thể là coi như đại diện là dân đi ạ. Thì không biết là theo ông có thấy cái điều gì bất cập trong cái trường hợp này không ạ? Luật bồi thường nhà nước cũng đã có quy định là sau khi nhà nước ứng tiền ra để bồi thường cho nhân dân, cho tổ chức, cho các doanh nghiệp thì cơ quan nhà nước cũng quay trở lại xem xét trách nhiệm cá nhân của người vi phạm, cụ thể là các cán bộ công chức mà đã có cái hành vi vi phạm dẫn đến cái thiệt hại mà nhà nước phải bỏ ra. Thế nhưng mà như tôi đã nói là chúng ta cũng mới đưa cái luật này vào áp dụng trong thời gian không lâu, mà thực tế thì chúng ta cũng chưa buộc được cá nhân nào phải chi tiền ra trong trường hợp này. Ngoài cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt bị thiệt hại sau cái vụ việc này ra thì cũng có một cái doanh nghiệp khác cũng cùng tên, cùng thương hiệu thì cũng bị thiệt hại. Và khi mà liên hệ với họ tôi được biết là họ cũng bị sụt giảm khoảng 30% doanh số. Và trong trường hợp này, một cái doanh nghiệp mà gián tiếp bị chịu những cái ảnh hưởng tiêu cực từ quyết định của một cơ quan quản lý nhà nước thì không biết là với cái doanh nghiệp gián tiếp như thế thì họ có được bồi thường hay không, và cái quyền khởi kiện hay là để tự bảo vệ quyền của họ thì họ sẽ phải làm như thế nào ạ? Có thể nói trong cái trường hợp này thì pháp luật chúng ta vẫn chưa có cơ chế, chưa có cơ chế nào ở góc độ pháp luật để bảo vệ một cách hữu hiệu đối với quyền lợi của cái doanh nghiệp trùng tên kia. Trong trường hợp này có một cách duy nhất là họ phải có một cái phản ứng tự vệ bằng cái nội lực cá nhân của doanh nghiệp mình thôi. Và tôi có đi khảo sát trên thị trường thì tôi được biết là không chỉ xúc xích Việt Food đoạn mà còn rất nhiều cái hãng xúc xích khác, và thậm chí cả giam bông hay là bơ, họ cũng sử dụng cái sodium nitrate này trong có trong cái thành phần của họ. Và cũng chính từ cái thực trạng này mà không chỉ tôi đâu mà cũng có nhiều người họ cũng đang thắc mắc là liệu có một cái động cơ nào không khi mà họ chỉ kiểm tra và chỉ thu giữ của xúc xích của Việt Food. Vậy theo ông, trong trường hợp này thì chúng ta nên suy nghĩ nào và ông đánh giá như thế nào về cái trường hợp cụ thể này ạ? Theo tôi thì quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng nên rà soát tổng thể để tránh cái việc dư luận nghi ngờ rằng là trong cái việc làm của chúng ta có điều gì đó còn khuất tất, chưa được minh bạch. Thế thì chúng ta cũng nhân đây là một cái cơ hội để chúng ta rà soát tổng thể các cái doanh nghiệp sản xuất trong cái mặt hàng xúc xích. Để từ đó thì chúng ta thứ nhất là tạo ra một cái sự minh bạch, và điều quan trọng hơn là chúng ta tổng kiểm tra, rà soát để bảo vệ cái sức khỏe của người tiêu dùng. Được biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của công ty Việt Food về vụ việc này, và cũng đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì cùng với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra xem xét, giải quyết nội dung phản ánh. Hiện thì Hà Nội cũng đã lập tổ công tác công vụ xuống Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội để có thể làm rõ vụ việc này. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, đại diện pháp lý của Việt Food thì cho biết đang chờ quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội. Nếu không thỏa mãn thì công ty này hoàn toàn có quyền khởi kiện vụ án và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vâng thưa quý vị, và vừa rồi là nội dung câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6. Ngày hôm nay, con tàu mới nhất, tiên tiến nhất và lớn nhất tại châu Á, Ovation of the Seas, với hơn 4.300 du khách sẽ cập cảng Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bên cạnh việc đưa khách du lịch tàu biển quốc tế đến Việt Nam, thông qua Saigon Tourist, tập đoàn Royal Caribbean International sẽ tiến hành cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các tỉnh có cảng biển lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thích hợp để đón những con tàu du lịch cỡ lớn của hãng đến Việt Nam. Ngày hôm nay, phiên giao dịch việc làm bán thời gian dịp hè 2016 diễn ra tại Hà Nội, có khoảng 600 chỉ tiêu việc làm với đối tượng hướng tới chủ yếu là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và lao động trẻ.
Dự kiến phiên giao dịch này thu hút từ 35 đến 40 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như dịch vụ, thương mại, kinh tế, kỹ thuật. Các vị trí nhân viên kinh doanh, bán hàng, tiếp thị có mức lương khởi điểm từ 3 đến 7 triệu đồng một người. Ngoài ra, nhân viên bán hàng và tiếp thị sẽ có thêm mức đãi ngộ theo tỷ lệ doanh thu bán hàng. Các bạn trẻ khi dự tuyển cần lưu ý việc hỏi rõ tính chất công việc, thời gian làm việc cũng như phạm vi làm việc trước khi ký hợp đồng. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội họp báo thông tin về tuyển sinh đầu cấp qua hình thức đăng ký trực tuyến năm học 2016-2017 trên địa bàn. Có nhiều lo lắng thắc mắc từ phía phụ huynh cũng như nhà trường khi áp dụng hình thức này, như việc xử lý như thế nào với những trục trặc trong quá trình nhập dữ liệu, có tránh được tình trạng tiêu cực. Sở cho biết sẽ giải đáp trong buổi họp ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức hội thảo bảo vệ quyền lợi người mua nhà tại trụ sở báo. Đây là động thái để hỗ trợ cung cấp thông tin cho độc giả, cũng là những người mua nhà sau những vụ lùm xùm tại chung cư Harmona, Bảy Hiền hay Gia Phú. Liên quan đến việc người dân tại chung cư đứng trước nguy cơ mất nhà do vay nợ giữa ngân hàng và chủ đầu tư, doanh nghiệp. Ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá châu Âu ra án phạt về vụ cổ động viên quá khích của Nga quậy sau trận hòa Anh 1-1 rạng sáng ngày 12 tháng 6. Đại sứ Anh Julian King xác nhận trên trang cá nhân việc nhiều cổ động viên Anh phải nhập viện. Cùng với khả năng bị trừ điểm, Nga sẽ phải đối mặt với việc thi đấu các trận còn lại tại Euro 2016 mà không có sự hiện diện của khán giả nhà trên sân. Cũng trong ngày hôm nay vào lúc 23 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Áo và Hungary. Bồ Đào Nha và Iceland sẽ gặp nhau vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai. Khmer ở Campuchia là một trong những đế chế hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng đã biến mất trong sự bí ẩn và để lại cho hậu thế vô vàn câu hỏi. Gần đây, một nhóm nhà khảo cổ cho biết họ đã tìm thấy một thành phố thời Trung cổ Campuchia, một thành phố chưa từng được nêu tên trong các tài liệu lịch sử, có thể giúp lần dở lại những trang lịch sử bí ẩn mà tới nay loài người vẫn chưa nắm được rõ ràng. Nhóm nhà khảo cổ do nhà khảo cổ người Úc Damian Evans dẫn đầu cho biết, thành phố này được phát hiện nằm bên dưới một khu rừng gần Angkor Wat, ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới ở tây bắc đất nước Campuchia. Nhóm nhà khảo cổ tin rằng thành phố này khá khang trang, với hệ thống cung cấp nước phát triển, và họ nhận định rằng nó được xây dựng từ hàng trăm năm trước khi nó được biết đến trong khu vực. Theo nhà khảo cổ, thành phố này mà họ tìm thấy có kích thước lớn bằng thủ đô Phnom Penh ngày nay. Và để làm được điều này, các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ LiDAR laser tiên tiến cho máy bay trực thăng quét trên khu vực và tạo dựng mô hình địa hình ba chiều, những gì có thể ẩn dưới khu vực rừng núi để phân tích khảo cổ học. Được biết, nghiên cứu của Damian Evans được tiến hành từ năm 2012 và dự kiến nó sẽ được công bố đầy đủ tại Hội Địa lý Hoàng gia Anh ở London trong một vài ngày tới. Chính quyền Myanmar mới đây đang khởi động một chiến dịch để loại bỏ việc nhai trầu ở khu vực công cộng, cũng như dỡ bỏ hình ảnh này trên các trang web thu hút khách du lịch như là một bước đi khởi đầu để cắt giảm việc sử dụng trầu. Theo Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, chiến dịch này sẽ được tung ra tại các thành phố lớn, bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 6, để giữ cho các đô thị và thị trấn sạch sẽ. Chiến dịch này cũng sẽ bao gồm việc cấm các hộ kinh doanh bán trầu, đồng thời sẽ có những hình phạt răn đe hơn nữa nếu các cửa hàng bán trầu cố tình kinh doanh chui và người ăn trầu khạc nhổ trong khu vực cấm. Các cơ quan chức năng cho rằng chiến dịch này là một bước tiến mới để thúc đẩy nhận thức về sự nguy hiểm của nhai trầu mà có thể gây ra các bệnh như ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư nướu, ung thư lưỡi và ung thư khoang miệng. Được biết, Myanmar là quốc gia có nhiều trường hợp ung thư miệng nhất châu Á. Dùng thiên địch để thay thuốc trừ sâu trong nông nghiệp là một ý tưởng không mới nhưng không hề dễ áp dụng. Dù vậy, xưởng rượu vang Vergenot ở Nam Phi đã làm được điều này khi một cách sáng tạo đã tuyển một đàn vịt hơn 1.000 con để chúng xử lý các loài gây hại cho vườn nho của họ. Bằng cách này thì chủ vườn nho vừa có thịt vịt để ăn, lại vừa không mất tiền mua thuốc trừ sâu. Hai lần mỗi ngày, đàn vịt hơn 1.000 con giống vịt đua Ấn Độ này được thả vào vườn nho Vergenot ở vùng Stellenbosch của Nam Phi. Nhiệm vụ của chúng là tìm kiếm và ăn sạch hàng nghìn con ốc sên tí hon màu trắng đang âm thầm phá hoại những cây nho đang phát triển. Vẫn được nuôi ở châu Á hàng trăm năm qua nhằm mục đích kiểm soát các loài gây hại trong nông nghiệp, những con vịt đua Ấn Độ có thể đứng thẳng như chim cánh cụt và khá gầy gò để có thể len lỏi giữa các luống nho. Đặc biệt, đúng như tên gọi của mình, chúng chạy rất nhanh chứ không đi lạch bạch.
Điểm đặc biệt của những con vịt đùa Ấn Độ là chúng có thể khéo léo gỡ những con ốc sên đang bám chặt trên những dây nhò và thậm chí lôi trứng ốc sên từ dưới đất lên và ăn. Trong khi đó, nếu dùng thuốc trừ sâu, chúng tôi chỉ có thể xử lý đám ốc sên trên mặt đất, còn dưới mặt đất là không thể. Theo anh Mathis, đàn vịt 1.000 con này hoàn toàn có thể làm sạch ốc sên trắng trên một diện tích lên tới 1 hecta mỗi ngày. Được biết, ốc sên trắng cùng với các loại bệnh do nấm gây ra được xem là những mối nguy hiểm lớn nhất đối với các ruộng nho, nhờ vào những con vịt đùa Ấn Độ. Vườn nho Virginalis được khách hàng thêm điểm cộng cho chứng chỉ sản xuất bền vững. Hiện 56 hectare nho của xưởng sản xuất rượu vang này dùng rất ít hoặc hầu như không dùng tới thuốc trừ sâu. Không chỉ vậy, đàn vịt còn là nguồn cung cấp phân bón khá dồi dào. Những con vịt đùa Ấn Độ không chỉ kiểm soát côn trùng hiệu quả mà còn là những nhà sản xuất phân bón tuyệt vời. Hệ thống tiêu hóa của chúng kể từ đầu vào cho tới đầu ra chỉ mất khoảng một tiếng. Bất kể là chúng ăn gì trong ruộng nho, chúng cũng thải thẳng xuống đất nền của ruộng. Để vinh danh các dũng sĩ diệt ốc sên trắng này, xưởng rượu nho Virginalis gần đây đã cho ra mắt dòng sản phẩm rượu vang có tên Runner Duck, tức là vịt đùa. Một lối sống ít vận động có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, tiểu đường hay béo phì. Và đó cũng là lý do tại sao một dự án nghiên cứu của Liên minh châu Âu đang được triển khai nhằm thúc đẩy các fan của bóng đá tăng cường luyện tập hơn nữa để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Sân vận động Lipson Applied là nhà của câu lạc bộ bóng đá Benfica. Đây cũng là nơi mà Liên minh châu Âu lựa chọn để thực hiện dự án của mình. Mục tiêu của việc nghiên cứu này là nhằm khuyến khích người dân thay đổi lối sống và sau đó là để phòng ngừa bệnh tật. Ban đầu, các tình nguyện viên tham gia dự án phải đưa dữ liệu cá nhân của họ cho các nhà nghiên cứu. Sau đó, nếu họ làm đúng như những gì chương trình đào tạo, thì sau 12 tháng, họ có thể giảm 5% trọng lượng bản thân. Ở đây có những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường, huyết áp cao, gần như tất cả đều có vấn đề với bệnh béo phì, và điểm chung là họ ít vận động. Không chỉ giải quyết vấn đề cân nặng, các tình nguyện viên khi tham gia chương trình cũng sẽ được cải thiện về huyết áp và làm giảm kích thước vòng eo. Tại London, câu lạc bộ bóng đá Arsenal cũng đang phối hợp với các nhà nghiên cứu để khuyến khích những người hâm mộ cần phải thay đổi lối sống lành mạnh hơn. Theo khảo sát, chỉ có 10-30% nam giới trên khắp châu Âu tích cực tham gia các chương trình tập thể dục. Cuộc sống bốn phương đã từng nhắc tới rất nhiều cuộc thi kỳ lạ như là cuộc thi vác vợ, cuộc thi ném điện thoại. Tất cả những cuộc thi lạ lùng này đều diễn ra ở châu Âu. Và không dừng lại ở đó, gần đây châu lục này lại tổ chức một cuộc thi không kém phần gây tò mò, cuộc thi đào huyệt nhanh. Vậy mục đích của cuộc thi này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 18 đội làm nghề đào huyệt đã tập trung về thành phố Debrecen, phía đông Hungary để tranh tài trong trận đầu tiên của một cuộc thi lạ lùng, đào huyệt quốc tế. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thu hút những người mới tham gia vào nghề, cũng như cải thiện hình ảnh của nghề mai táng này. Đào huyệt là một nghề. Những người tham gia cuộc thi này tự hào về công việc của họ và họ xứng đáng được tôn trọng. Với lợi thế sân nhà, đội thi đào huyệt của thành phố Debrecen với thành tích tốt nhất bỏ xa các đối thủ phía sau. Cơ sở để đánh giá đội thắng cuộc chính là tốc độ, sự gọn gàng của lỗ huyệt với kích cỡ yêu cầu là 2m dài 80cm chiều rộng và sâu 1,6m. Giải vô địch đào huyệt quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới trong khuôn khổ triển lãm tang lễ Slovakia. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức từ năm 2014 với sự tham gia của Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary. Nhắc tới đấu bò, ngay lập tức thì nhiều người sẽ nghĩ tới những đấu sĩ bò tót một tay cầm tấm vải đỏ, một tay cầm gươm đứng giữa đấu trường và đương đầu với một con bò tót khổng lồ ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì tại các tiểu vương quốc Ả Rập UAE cũng có một lễ hội như thế. Tuy nhiên thì lễ hội đấu bò ở UAE lại có nhiều nét khác biệt. Không có đấu sĩ, không có cá cược. Những con bò nặng có thể hơn 1 tấn ở cuộc thi đấu bò Fujairah này chỉ mang theo danh dự của chủ nhân. Theo một thành viên sáng lập ra ủy ban tổ chức cuộc thi đấu bò, đây là một truyền thống có từ rất lâu đời.
Đầu tiên và hơn cả, đây là một di sản. Nó được truyền từ đời này qua đời khác tại các thành phố ven biển Oman ở Vịnh Ả Rập và các khu vực như Fujairah hay Kaaba. Tuy nhiên, khác với cuộc đấu bò ở Tây Ban Nha, sau những trận đấu bò ở Fujairah, không có con bò nào bị giết. Được biết, trước khi được đưa ra sới đấu, những con bò này thường xuyên được chăm sóc bằng những loại thực phẩm thượng hạng. Ở Tây Ban Nha, bò sẽ bị giết, nhưng ở đây thì khác, chúng tôi không giết chúng. Chúng tôi chăm sóc bò rất tốt, nuôi chúng bằng thức ăn giàu protein và các loại vitamin tốt nhất. Nuôi bò tốn khoảng 2.700 đô la Mỹ một tháng. Dù vậy, nếu thắng cuộc, một chú bò có thể mang về cho chủ nhân của mình một số tiền lên tới 163.000 đô la. Còn trường hợp hai con bò ngang tài ngang sức, quyết định chiến thắng sẽ thuộc về giám khảo. Tuy nhiên, không hề có tiền thưởng hay huân chương cho người chiến thắng trong tình huống này. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.